Mình xin chào tất cả các bạn. Mình chúc tất cả các bạn có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng nha các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho tất cả các bạn biết một loại tôn mới nha các bạn. Đó là tôn màu đỏ. Cán 9 tấm vuông nha các bạn. Tại cháu mình đang đút vô chạy lên rồi đó các bạn. Ở công ty của mình các bạn đang có thêm một thành viên mới nữa các bạn ơi. Người đang quay tôn đó là tên Đức nha các bạn. Chào các bạn ấy Đức. Chào các bạn ấy coi. Cán 9 tấm vuông nha các bạn. Màu đỏ. Màu đỏ đậm nha các bạn. Còn một loại màu đó là màu đỏ tươi. Màu kia thì tươi lắm, ít có ai xài lắm. Ở bên đây là tôn lạnh nha các bạn, tôn lạnh cán sống tròn các bạn. Tôn lạnh bên đây là chữ Đông Á. Còn tôn màu đỏ đó đó các bạn là của Nam Kim nha các bạn. Con màu đỏ này bóng đẹp lắm nha các bạn. Hiện tại thì đang cắt đuôi rồi đó các bạn, cắt dao sao á để bạn quay tôn á, quấn tôn lại rồi còn trong máy và cắt đủ tôn luôn các bạn. Cũng xin dừng video ở đây luôn nha các bạn. Các bạn hãy đón xem những video sau của mình nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.